Sông Trình Quỳ. Chi bọn tó ông tuần mẹ và các đây xâm đại tổ mọt đây bị ca từ tuôn dọc ai xá bẹ bọn nâng bị xâm tăng luôn cho đàm ở đằng rạp bạo vì nì nâng thằng ngày thì mùi khai xây hà cho nàm bị bọn đọc bởi mùi xã hạ mê thủy nó mốc đàm ở đằng rạp bạo vì nì bàn phá nhà chun ông tuần mẹ nơi mình chi chung đàm ở đằng rạp bạo vì nì để luôn bàn xa xóm xa đập cả thay rịp rộp tục sau về tình nìa nâng sự thàn phía phía sản cắm đại đàm ở đằng rạp bạo vì bàn tuần tuôn rống xâm rạp xa vần ca vẹ thị bốn xây phí mần tì xoan hình sốc nâng cá bó xâm át thầy khăn ông. Xã mê thủy nó mốc đâm nàng đàm ở đằng rạp bạo vì bàn sản xóm ao tuần tuôn dốc ai cả xa chủ nguồn phí thuê chi ai cả xa phó tán cư ai cả xa đề mở phây phí xa lạc phí rồi bại xâm bốn á nâng đề mở phây phí xa lạc phí bọn mở phơ rơi xàm xa phí đại bẹ bọn nàng đàm ở đằng rạp bạo vì ní phí thí CCP mùi toàn hà sấp nâng pi thí CCP mùi toàn sai sấp ẩm bấy tại miền trung quốc không mình chi được bọc luôn hay cả xá y bay rồi đập rám sẽ là muối sẽ là bỏ muối cái mục tiết nơi tháng ngày thì muối khai xây ha cho năm pi toàn đập bỏ muối xã mê thủy nó mốc đầm nang đang mà đang rọt bạn như ní bàn chun đầm nâng mộc ông dùm ra sẽ là bốn tam rịa email thả đang mà đang rọt bạn như ní pi thí CCP mùi toàn sai sắp ẩm bấy khăn ông mình chi chung mô đại khuôn bàn xa sống nâng trở đại chống nuốt đòi đào mặt đăng rõ tập bạc vì ní P thí CCP mùi toàn hà sắp mùi vinh ai cả xa đi mà phê P sẽ là P rồi bài sắp bốn á đại giả hạng mê thủy nó mốc bàn xa sống bắt đầu bỏ ra miên bàn thay em từ lưu bị xong tăng khuôn chạy đào mặt đăng rõ tập bạc vì ní rõ bọc P thí CCP mùi toàn hà sắp đại nâng mốc bằng hành khuôn khăn ông lòng bình đập cả thành riêng rộp tục sau với tình yêu nâng sự thàn phía phía sản cầm đại đang mất đăng rọt bạo vì ní bàn tựa tùa rộng khăn ông lòng sau nà ca vẹn thị bùa ní ông chùm lê sẽ là nộp bốn rùm lực bì ca nó vọt ở bọc luôn khăn ông ca tựa tùa dốc thua chứa ai cả xa phó tăng nơi chùm lòi bì môn tiếng ố rộp đang mất đăng rọt bạo vì ní rư xạ xây đại mốc bằng hành khuôn nơi chùm phua mốc ông chùm lê anh long tam vị thiên bảy số phẩm phật bảy nâng bảy số phẩm phật bốn nơi vị thiên tây khnông tam bảy chia bảy giai khnông ca bảy chia ca phật ông chùm rẽ nâng phía ký ai chôn phía nết mưu chùm lai tiếng ơ rập bọt đam đang rập bạ vị ní rứ xạ xây đai nâng trơ mộc rọ cây cam nơi khnông sơn ông rương sôn sôn pí sạt sôn pí hai ní ông chùm rẽ dù prom tam sơn na rập bọt hạ mi thì vi nó mốc đại sơn sôm ao tu tu yộc ai cả xá đi mà phê pí sạt pí rồi bảy số phẩm bốn á tại bàn sân à xong, nâng đạ lý xâm quả ý bấy xa lạ buôn poan bằng bờ rơi xam xa bấy á tư ai cả xa ni đòi lại ai cả xa đê mà phê pi xa lạ pi poan bằng bờ rơi xam xa bí đại giả hạ mê thủy nó mốc bàn sân à xong cứ chỉ biết xong tăng luôn chuyện đào mà đang rọt bạc mình ní rồi bỏ pi thi xì xì phí mà poan xa xa bấy đại nghiệp pin đi xã hạ mê thủy non mốc bán đội tranh pin mình chi chung mốc nè đại nâng mốc mà hành luôn hời đời xa tại ai cả xa đi phần men chi chầm lao vì môn robot đang mà đang rọt bạo vì ní đại nâng trơ mốc mà hành luôn chuẩn phù mốc ông nhầm rẽ hai phần men du tịch cam ăn thèm tiết ai lưu vị thiên bay sầm phật bấy nâng bay sầm phật buồn thì núc ông nhầm rẽ ba đợt sai sầm na sôm ao tự do ai cả xa đi đây sầm lại toàn món đi chỉ ca chay top chỉ play ca robot ông nhầm rẽ từ nâng ai cả xa y bay rồi đập rắm sạt muối sạt bầm muối chim to ông nhìn ra sông chuyên lục mì thủy đam ở đằng rọ bạc vị đi mình to to được tiền bạn sum group lục thiên nâng ông sa văn ca sai chỉ thay nhom nâng bản to cả bằng hai ai cả sa bản to tiết hay nhom nâng chân này pel bờ hai chỉ đập chỉ đập ram nhiều tí bản thám
I guess I want to tell you, I guess I about them, but don't we need more? Looks ray, roof, men. Looks ray, ban, bat, bong, bong, own pro. About looks ray, smooth. Roof, Tim. That drug ban, case some lamp, no two slang. Look, no, I guess I, bay. Look straight, ban. Look long, do it to. Khnum som dot strong. Cry people, gong top khmai krahom, chul mok ban, pi bay khai. Puk vie ban, to chap pre song, dial kung no knong vod ting oh, sup. No penu, chi khai, dial min, plion clack, knong chnam upon the bundle, chet supram. ដោយផ្សឹករួចហើយគេឲ្យស្លៀកពាក់ខ្មៅទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីចូលបម្រើកងទ័ពពេលនោះព្រះសង្ឃដែលក្នុងដែលគង់នៅក្នុងវត្តនោះមានប្រហែលជា11អង្គត្រូវពួកវាផ្សឹកទាំងអស់ក្នុងនោះមានឈ្មោះរស់ធីមជាប្អូនរបស់ខ្ញុំស្លាប់ឈ្មោះគឹមណេតស្លាប់និងឈ្មោះគឹមធៀប បច្ចុប្បន្នជាសមាជិកភូមិគុំមរៀមខាងជើងឃុំមរៀមស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងចំណាត់ចំណែកអ្នកដតីទៀតបាត់ខ្លួនរហូតដល់សពថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅរហូតដល់ឆ្នាំ 2727ឯកសារគេថាឃើញជាប់គុកនៅទួលស្លែងយកមកឲ្យដល់ផ្ទះខ្ញុំតែម្ដងនឹកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ថាឈ្មោះរស់ធីមនេះមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះជនរងគ្រោះនៃស-21ផងដែរ ដែលជាបញ្ជីរបស់សហជ័យក្រុមសឹមកេតដែលមានលេខរៀង 7897 ដែលបញ្ជាក់ថាបានចូលនៅក្នុងមន្ទីរស-21 ថ្ងៃទី 27 ខែមករាឆ្នាំ 77 នៅក្នុងឯកសារ E3 លើ 7514 ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ដើមម្ដងរតវិញីហើយរស់ធីមត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងកងពលមរយចិត្តសិបនៅថ្ងៃទី 23ខែមករាឆ្នាំ1993ហើយនៅក្នុងឯកសារនេះគឺខ្ញុំសូមអនុលោកប្រធានអនុញ្ញាតបញ្ចាំងឯកសារលេខ ខ្ញុំសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតបញ្ចាំងឯកសារលេខ E3 លើ73ដបួនដែលជាប្រវត្តិរូបអ្នកទោសជាប់ឃុំសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតមន្ត្រីសតទូដាក់បញ្ចាំងឯកសារនេះលើអេក្រង់ទូលទូនៅចំណុចទី1លើគេគឺមានឈ្មោះរស់ធីមនៅក្នុងឯកសារប្រវត្តិរូបអ្នកជាប់ ខុំខាំងនៅសំភៃមួយនេះហើយមានទាំងរូបថតគាត់ផងដែរហើយនៅពេលនោះបញ្ជាក់ថាគាត់មានអាយុ 21 ឆ្នាំបាទសូមអរគុណ
hay nơi không ai cả xa mũi tiết đại chi ai cả xa ở bay lơ ca ở bầm bay sai sập bay đại chi bản chi nẹt tô châu khai mạc ra chân nằm ở phần bộ buôn đôi chợ sập bầm pí còn miền chúa mua ru thím phong đài đại miền ion chi phía xa khmer sôn muối sôn muối sôn 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 bầm mùi đối với này xem anh nhận lục bát thiên bên trang ai cả xa lịch ở bấy lơ cái sự phẩm bấy sai sự bấy đại miền lịch ở ấn chỉ phía sau mai để xem ban chỉ đẹp chun bằng bằng xem lục bát thiên anh nhận mình thấy sao tu chắc bên trang ai cả xa nấy lơ cái răng tu tu bạn đã không lê chỗ xôn bớt chạch đậm bớt đại chia lê tè hai nâng đại miền lê riêng tì bẩm bấy miền chmua rô thim hai bà chi ní chia bà chi dì bọt tù xa lạnh nhóm xong chô tự đó bò rà miền rà bọt đam bà đang rọt vinh y bì rút đại chia bò rà miền trong kháu chia đam bà đang rọt vinh y trong kháu đại bẹp bọn tình nâng này bao xâm át tây khăn nông cứ ai cả xa biết xâm tăng luôn chỉ đàm bà đang rọt về nhì rồi bỏ lộ xảy cân màu lộ xảy bán tù 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 mô ra nạp hiệp tử hai bên đi hay lục sấy nơi không ai cả sao bờ miền bờ lục sấy bàn bờ chè thả lục sấy bàn bật bằng bằng ôn pro ca sớm mai nu đại bàn thôi chia thể hiện mai cả hòm nơi không ai cả sao bờ lục sấy lệ ở bay lơ hà sấm bờ buồn sai sấm bờ buồn đại chi biết sông tăng luôn này đang bờ đang rót vị nhí đại miền lệ e o n son son sai pi mà pay mui ra mùi rồi cài sập muối nâng e o n chia phía xa ông khlê xôn xôn sai phạm pi học mùi hà sập bốn mình miên chia phía xa bà ràng tế tại bàn sàu xùm ở miên cả bọ bài hỏi đụng sấy bàn lực đôi tỏ tử nhầm xùm đỏ xoắn hai ôn bọ nhầm mà nẹ đài thua chia tỉ hiền trời khmai cửa hôm xâm lạp nữ vót bây cửa kỳ sụp hì chi nẹ cục rộng nữ khlông phùm trò bèng sẵn kẻ đài lù vót thật nữ khẳng kết nữ đàm chân ám mà bón bàm buôn rối chất sắp bàm bầy khi nhóm mặt đăng thà phụ viết đặc phá ôn khi nhóm mộc bì nà tê tại khi nhóm bàn khởi phụ viết đặc ôn khi nhóm cắt mục theo khi nhóm đòi phụ viết miền cầm lương cục đầy khởi bài bình khi nhóm bàn trâm tay xâm rõ tực phânêch tay bản nô mà hiến chúi phụ ôn tê khách kê xâm lạm đang bình đăng rột về nhị bản tôm chmu lắt lên lắt lên nhạc sợi lắt lên lục sấy ban tổ tu anh chị cam tổ hơi lục sấy ban bắt bằng côn pro chấp bằng rồi bao lục sấy đã trở ban kê sầm lâm nơi mình tí yến sổ phì nước nóng ai cả xa rồi bao lục sấy đại miền lệ ở bay lờ ha sấp rộng buồn ha sấp đại miền lệ e o n son son sai pi đập rộng pi son rộng bấy chỉ phía xa Khmer, chỉ phía xa ông Klê, xôn xôn xài sắp rộng bầy, bạc sắp mà phây rộng bầy. Mình miên y ọ ân chỉ phía xa bà ràng tế bần tái bàn xa nào xong ở miên cả bọc rài hỏi. Lục sấy bán lực đôi tỏ tử nhầm xôn xóng. Côn pro chấp bóng trở kê xâm lạm. Nơi chân em mập bọn buồn rồi chất sắp rộng bí, côn pro chấp bóng bọc nhóm trở bụng mai cửa hôm xâm lạm. Côn pro rồi bọc nhóm bàn thua chi tế hiên nơi khổng xa máy bột bột.
con nhóm khách khám to su nằm bay chết ti bẩm phật viên nơi tai sầm lấp con nhóm bể nu con pro nhóm tớp tam miên ayu đập pram chín năm tai phần nô buộc máy cơ hóm bàn một bạp thà vô con nhóm từ thua cá rồng chạ tại cả bất cứ chạp con nhóm từ thua từ hiền còi một côn pro nhóm bàn nhà sầm bận một nhóm thả côn mình bán nơi rồng chạ tê côn nơi rồng skill skill pe nu côn nơi bảy vàng pe ní côn nơi bảy vàng côn thua cá nơi tại viên sài cầm đào ngày cả đời hang hơi kim biên à ha bỏ được hộp cục còn tê còi một nhóm bàn lư đầm đằng thả côn nhóm nắng ban trở lọc một vĩnh hời cứ một đó ô rèn ở hẹn đi nhóm ban oi đây rồi bỏ nhóm tư tử tuột cồn ở đây nhóm chạm bị bày giúp nơi ta mình khơi con pro tớp còi một miền kê bạp thả con pro nhóm trở kê sầm lạp nơi một tí dân sụp phì pro phía tràn tinh nút cứ chia cần lại sầm lạp ta hiền khi nhóm nâng bắt đây khi nhóm miền ca chưa chậm nè tay mình hiền lưu mốt đòi khai kê dô tứ sầm lạp đài khi nhóm xôm ảnh nhạt bằng thêm bò rộ miền đàm bà đông rột về nhì trong khao ý mẹ tiết cứ đàm bà đông rột về nhì lục sầy va xuân lục sầy cứ chỉ đàm bà đông rột về nhì tại bên này ban tổ tuôn một là phía hai nơi không xa máy khai gọi hóm con ban bắt bóng pro mua và mà ừ đài thua chia bảo thiên xã hạ cò hỏi con chia con cháy rồi bỏ sáu phẩm nơi không ai cả xa rồi bỏ lục xây đài chi phía xong tăng luôn chạy đam và đồng rột với ní ai cả xa lê ơ bay lờ học sập rằm bí miễn ion tại môi phía xá cứ phía xá khmai xôn xôn hà sập đập rằm môi mà phải bốn lục xoay ban bản chạy đôi tỏ tử nhầm xôn xóng khai út dụ phía chân nam mà bọn rằm buồn rồi chất sập rằm bầy và mau đại chế bọn pro bọn cao trở bọc nhóm trở bán mặt luôn ca sở máy luôn nổ bọn bọc nhóm nơi có sụt tính khai cập bụng trăm đòi rộp bọc mạc rõ hòm chôl mộc đọng bờ mê xa mà bọn 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 rồi chất sập rám quật và máy trước bán mạc rõ hòm tăng tăng thua chi bọc thiên xã hạ cò bùm xóa chứ mua xã hạ cò thì rồi hốt đòi bê bạch xào phấm đài chi bọc thiên phùm phía bộ bìa không đám chân nằm mà bọn 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 rồi chất sập rám bầy hai bị chia chun khung phum mình scotch mũ phum còn tại đằng thà khung sọc có sự tinh khạch của chàm bị chia chun khung phum miên cầm hằng bàn thui bạt tạ cam đầm bay song sắc và mau đại chi côn trái sào phum tại tam cà bứt quạt và mau còn tại thui tam bị chia ông ca thạ lừa bẩn nô đầm bay chặt chay càng nghiệp xem xem không sợ cỏ mình scotch mua, bên nút miên khmer, phụ thể hiện khmer của hòm, cùng scotch mua bàn chắp tròn cột, hai bên chun từ bạt từ, nơi con ong sọc có sự tinh khai cùng chạm, hai có bạt luôn rồi hốt, cứ bạt nơi con ong khai uổng phía trên năm một quan trầm buồn rồi chật sập trầm bầy, ni chi bỏ miên robot đam đang rồi về nhì trong cào, tại miên mua thà lục sợi và xuân hai kim sầm bạn chọn nơi cả bằng hàng ai cả sản vật trong phần này hay trong xâm lục thiên ảnh nhát ở giá hạ cả đây vật nhóm bằng to cả bằng hàng của ai cả sản còn lực chỉ bằng to thiết xâm lục thiên ảnh nhát xâm trình lục sinh mít vị Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Je vous remercie.
Je vais présenter cet après-midi une série de listes de prisonniers de S21 en lien avec six parties civiles. Et avant de présenter ces documents, j'aimerais expliquer à la Chambre que la liste du bureau des co-juges d'instruction, la liste E3-10-6-04, s'est avéré être un outil très important pour les parties civiles, puisqu'il nous a permis, ce document, d'identifier des listes d'époque sur lesquelles les noms de proches de parties civiles ont été retrouvés pour la première fois et que des informations que les parties civiles n'avaient jamais eues, comme la date d'entrée de leurs proches à S21 ou la date d'écrasement de leurs proches à S21 leur a été disponible pour la première fois. Donc, une série de documents qui concernent les proches de six parties civiles. Et Monsieur le Président, pour que cette présentation soit la plus fluide possible, notre consultante s'est déjà organisée avec votre greffe pour que la présentation des documents puisse être la plus fluide possible sans que j'ai besoin de vous demander l'autorisation d'afficher chaque document. Si cette méthode vous convient, Monsieur le Président, afin que je puisse fluidifier au maximum la présentation de cet après-midi. Avant... Je vous remercie, Monsieur le Président. Et avant de commencer cette présentation, j'indique à l'attention de la Chambre et des parties que l'ensemble des informations que nous présentons aujourd'hui et l'ensemble des informations contenues dans les constitutions de parties civiles ont été vérifiées par notre section directement auprès des parties civiles elles-mêmes, sauf bien évidemment pour les parties civiles qui sont décédées. Donc je vais commencer cette présentation avec des documents et des listes en lien avec la partie civile Sien Ton s'est constituée partie civile par le biais du document E3-50-20. Sien Ton a perdu son mari à S21, Wine Nguyen. Et pour parler de son mari, Wine Nguyen, j'aimerais citer un extrait de sa constitution de partie civile à l'ERN en Khmer 00560508-4, 00894116 en anglais, 00893426 en français. Dans cette constitution de partie civile, Sien Ton explique que son mari était un Khmer du Kampuchea Krom, fonctionnaire sous le régime de Lon Nol, qu'il était fonctionnaire de la Banque nationale du Cambodge, en poste jusqu'à la chute du 17 avril 1975. Et elle indique ceci: plus tard, il a disparu sans que l'on sache où il était parti. Par la suite, on m'a dit qu'il avait été emmené à la prison de Tuas Leng pour y être tué. Nous avons retrouvé deux listes d'époque qui contiennent le nom de son mari. Et avant de présenter ces deux listes à l'écran, je voudrais indiquer le numéro d'entrée du mari de cette partie civile dans la liste des bureaux des co-juges d'instruction. C'est le numéro 8418. Et je vais présenter deux listes de prisonniers en commençant par la liste
E3/10234 à l'ERN 01 01 6 6 5 7. Si nous pouvions avoir le document, et vous verrez dans ce document que Wang Nguyen avait 23 ans quand il est entré à S21 le 20 mars 1978, qu'il venait du sud-ouest, qu'il s'agissait d'un Yun du Kampuchea Krom. La deuxième liste qui concerne Wang Nguyen est la liste E3/10234. Il s'agit d'une liste de prisonniers entrés à S21 le 20 mars 1978 et qui comporte une information additionnelle puisqu'on nous apprend que Wang Nguyen travaillait dans les champs, et je le dis en anglais, working at the field. Je passe maintenant à la deuxième partie civile, Cao Kim-hon, qui s'est constitué partie civile suite au décès de son mari, Tat Nguyen. Et lorsqu'elle s'est constituée partie civile, elle indique ceci dans le document E3/5089 à l'ERN en Khmer 00907563 en anglais 001 3 2 5 6 4, en français 01 3 2 5 6 6. Mon mari était Tat Nguyen. Il était enseignant à l'école primaire Chaktomuk dans la ville de Phnom Penh. Nous avons eu 5 enfants, dont une fille et 4 garçons. Nous retrouvons le nom de Tat Nguyen sur la liste du bureau des co-juges d'instruction à l'entrée numéro 12544. Et cette liste nous a permis d'identifier des documents d'époque, dont deux listes de prisonniers qui vont vous être présentés à l'écran dans un instant. La première qui nous renseigne sur la date d'entrée de Tat Nguyen à S21 et la deuxième sur la date d'écrasement de Tat Nguyen à S21. Je vais commencer par la première liste, E3/10453, où vous voyez au numéro 64 qui a été entouré dans un encadré rouge le nom de Tat Nguyen, donc le mari de cette partie civile. On apprend qu'il est de Phnom Srok, qu'il est entré le 13 février 76 à S21. Et puis le document E3/10507, qui est une autre liste d'époque de S21, nous apprend que cette même personne, enseignant de Phnom Srok, a été écrasée le 23 mai 1976. Autre partie civile qui s'est constituée suite au décès d'un de ses proches à S21, Sien Wan Di. Cette partie civile a perdu son frère, Sien Pong, à S21,
Et je souhaiterais lire un extrait de sa constitution de partie civile pour que nous faisions connaissance avec son frère. Je vais lire un extrait du document E3-5888 aux ERN en Khmer 00211315 anglais 002-34-5-8-6 en français 002-34-7-0-0. Sien Wan Di indique. Sien Wan Di ni ban ye doi ta tenez. En 74, sont entrés dans l'armée des Khmers rouges mes deux petits frères. Sien Pat, de sexe masculin, né en 1950, et Sien Pon, de sexe masculin, né en 1954. Ils sont tous les deux nés au village de Sacho, commune de Shroy Bantay, district de Preakrasé, province de Kratché. À partir de ce moment-là, jusqu'au 7 janvier 1979, ils ne se sont plus vus retourner au village natal et n'ont laissé aucune nouvelle d'eux jusqu'en 2006. Fin 2007, je me suis renseigné auprès d'un journal montré par un ami de l'un de mes frères. Le journal illustre une biographie et une photo de Sien Pon. Le nom du frère de cette partie civile figure sur la liste du bureau des co-juges d'instruction au numéro 6627 et nous avons deux documents à vous présenter. Le premier document est une liste de prisonniers de S21 et le deuxième document est la couverture de la confession de Sien Pon à S21. Le premier document E3-9951 à la position numéro 20 mentionne le nom de ce frère, Sien Pon. Il avait 25 ans. Il est entré à S21 le 4 octobre 1977 et il était membre du bataillon 701. La couverture de sa biographie que nous trouvons au numéro E3-3648 nous donne une information complémentaire. Il était membre du bataillon 701 de la division 174. Une autre partie civile et un autre proche décédé à S21. Il s'agit de la partie civile Chum Nau, qui a perdu son mari, Nu Samon. Et c'est ce qu'elle explique dans sa constitution de partie civile au numéro E3-4670 aux ERN en Khmer 02-11-3-7-4 en anglais 00-23-9-7-5-6 en français 00-25-0-0-6. Et elle indique que le 9 août 1977, son mari Nau Samon a été emprisonné à Tuosleng. Son mari a le numéro
5747 sur la liste du bureau des co-juges d'instruction. Et son nom a été trouvé dans deux listes d'époque que je souhaiterais vous présenter maintenant. En commençant par le document E3/99/54. Où nous voyons le nom de Moussamon en première position. Il avait 29 ans et il est entré à S21 le 30 juillet 1977. Le deuxième document, E3/8591, contient au numéro 61, le nom de Noosamon, et nous apprend que celui-ci était un combattant au sein de K-62. Martine Lefebvre s'est également constituée partie civile devant ce tribunal pour suite au préjudice moral qu'elle a subi suite au décès de son mari, Okhet. Son mari était troisième secrétaire de l'ambassade du Cambodge au Sénégal. Elle s'est constituée partie civile par le biais du document E3/4682. Et nous avons deux documents concernant Okhet. Et je précise aux parties que le deuxième document est celui à propos duquel j'ai envoyé un email ce matin pour savoir s'il y avait une objection à ce que nous présentions cette liste que nous n'avions pas identifiée avant ce matin. Donc, Okhet est au numéro 4612 de la liste du bureau des co-juges d'instruction. Et nous souhaiterions présenter deux listes d'époque de S21 qui nous renseignent et ont renseigné la partie civile sur la date d'entrée et la date d'écrasement de Okhet. Donc, je voudrais présenter tout d'abord le document E3/9646. Où vous voyez en position numéro 3 de ce document qui s'intitule « Liste des prisonniers entrés » le 15 juillet 1977. En position numéro 3, donc, vous avez le nom de Okhet. Son âge, il avait 31 ans lorsqu'il a été détenu à S21. On nous indique qu'il venait du ministère des Affaires étrangères et qu'il était troisième secrétaire d'ambassade. Le document E3/7210 contient, à l'entrée 43, le nom de Okhet. Cette liste est intitulée Liste des prisonniers écrasés le 9 décembre 1977. La dernière partie civile à propos de laquelle nous souhaitions présenter des documents qui nous paraissent importants et sur lesquels nous souhaiterions attirer l'attention de la Chambre, c'est la partie civile Ouyat, qui a perdu
un proche nommé Tuon Sayen. Ouyat s'est constitué partie civile et je souhaiterais lire un extrait du document d'information supplémentaire de partie civile qui permet de comprendre qui était cette personne. Il s'agit du document E3-6013A. ERN en Khmer 00581945, en anglais 00850656, traduction en français qui a été demandée mais la traduction n'est pas encore disponible. Dans ce document supplémentaire, Ouyat, la partie civile, indique qu'elle souhaite transmettre à la Chambre la biographie de Tuon Sayen, qui était un homme de 31 ans et qui a été détenu le 21 janvier 1977 à Tuos Leng et qu'il s'agissait du cousin de sa mère. Ce nom a été retrouvé sur la liste compilée par le bureau du juge d'instruction. Son nom apparaît à l'entrée 12897. Et nous avons trois documents à présenter. Le premier qui est la biographie E3-6013A, qui est donc le document que Ouyat a transmis à la Chambre et sur lequel nous pouvons voir la photo de Tuon Sayen. Et puis nous avons le document E3-2266, qui est une liste de prisonniers 2S21, où vous voyez le nom de Tuon Sayen et son alias At. Et enfin, le document E3-2001, qui là aussi indique en position numéro 12 que Tuon Sayen, se surnommait At, qu'il était peintre, et qu'il était détenu à S21. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé de la présentation des documents clés. Et je vous remercie de votre attention. អង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសាវនាការបង្ហាញឯកសារកន្លឹះនិងលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃអង្គារទី 16 បានទទួលរងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុមន្ត្រីសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងអាស្រ័យហេតុនេះសូមភារកិច្ចជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់នេះបង្កប់ឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជូនជាប់តោកទាំងពីររូបនួនជាលោកមន្ត្រីសម្ព័ន្ធទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនិងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសាវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 15 ខែសីហ